Bạn tự ti về ngoại hình. Bạn đánh mất nhiều cơ hội. Bạn khát khao thay đổi cuộc sống. Chiến dịch thoát béo 2020 đã chính thức quay trở lại, mang tới hàng ngàn cơ hội giúp thoát béo, thoát bệnh, tìm lại niềm tin trong cuộc sống trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng cùng sự tham gia cố vấn của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và sự đồng hành của những người nổi tiếng. Casting tại Hà Nội mùng 4 tháng 7 năm 2020, tòa nhà 100 triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Casting tại Thành phố Hồ Chí Minh 11 tháng 7 năm 2020, tòa nhà số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch thoát béo 2020, cơ hội dành cho những ai dám thay đổi. Gọi ngay 1900 0361 để đăng ký ngày hôm nay.